Cửa hàng Chi Phong Orchid xin kính chào quý anh chị yêu thích hoa lan. Quá trình trồng và chăm sóc lan không tránh khỏi tình trạng sâu bệnh, và trong đó thì có bệnh nhện đỏ. Khi lan mắc phải căn bệnh nhện đỏ, ở mặt dưới của lá sẽ xuất hiện những vết chấm trắng li ti. Càng về sau thì vết chấm này càng nhiều và chuyển sang màu nâu đen. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy một số con vật nhỏ như là mặt gà di chuyển phía dưới lá. Vậy thì cách phòng và chữa trị bệnh nhện đỏ ở lan như thế nào cho hiệu quả? Mời anh chị cùng đón xem video này nhé! Mình nó có tác hại cái gì? Cây đăng rôn, nhện đỏ, trên cây mai có. Mà nhện đỏ thì các anh chị mình biết, tự nhiên cái cây vườn đăng rôn của mình đường ngon lành vậy, cái tự nhiên thấy nó đổ lá lia lịa. Bởi vì mình tưới, mình đứng ở trên nè, chứ đâu có dọn dưới này. Cái trình thấy mà bữa nào tưới mà dưới tưới lên dồn, trời ơi dưới bẻ lá này nó trắng mà nâu, nó trắng bạc trắng mà nó đốm nâu đầy cái lá hết trơn, thay dưới này xanh, bây giờ nó không còn xanh nữa, nó bạc trắng mà nó đốm nâu, lặt cái lá lên dồn thấy nó bò li ti nhện đỏ. Anh chị thân mến, chúng thường xuất hiện vào mùa khô, mùa mưa thì ít hơn. Nhện đỏ thường nấp ở dưới mặt lá già thành từng đám. Nhện đỏ sinh sôi nảy nở rất nhanh nên khi phát hiện chúng thì phải diệt trừ ngay. Nếu không thì cây sẽ ngừng phát triển. Ở các vườn dendro thì cần chú ý vào giai đoạn ra hoa, vì nhện đỏ sẽ bám sau cuống hoa hoặc làm thành các chấm màu đỏ thẫm làm cho hoa mất giá trị. Đây là bệnh khó kiểm soát, phải dùng thường xuyên các loại thuốc để diệt cả con già lẫn trứng của nó. Nên dùng luân phiên các loại thuốc để tránh lờn thuốc như là Basil, Amico, Ortut, dầu khoáng, SK. Để tăng tính hiệu quả khi phun thuốc, khi xịt thuốc lên lá thì nên đặt ngửa vò xịt để đảm bảo thuốc có thể phân tán và bám dính đồng đều lên mặt dưới của lá. Đặc biệt, các khe và kẽ trên lá thì cũng cần được xịt thuốc, bởi đây là những vị trí ẩn nấp của nhện đỏ. Nếu phát hiện dấu hiệu của bệnh, sử dụng các loại thuốc đã hướng dẫn để điều trị. Và sau khi xịt thuốc, nhớ tưới thêm phân bón lá để bổ sung chất dinh dưỡng cho lan như là B1, 20 đều, giúp lan mau hồi phục và khỏe mạnh. Hy vọng rằng là qua video lần này thì quý anh chị sẽ có thêm kiến thức để phòng trừ sâu bệnh trên phong lan của mình. Hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này để mọi người yêu thích phong lan có thể tham khảo thêm kiến thức. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị. Đó là một niềm động lực lớn để kênh thực hiện nhiều video hay hơn nữa về lan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.